Hello, xin chào tất cả khách hàng của DK Eyebrow and Beauty. Và chiếc ống kính máy quay hôm nay là một chị khách hàng rất là xinh đẹp. Chị đã sang DK để thực hiện là combo xóa mày, sửa mày và chị có thực hiện full môi phủ xương 3D tại DK. Thì trước tiên chúng ta hãy cùng giao lưu với chị một chút nhé. Dạ, em chào chị ạ. Chị ơi, chị có thể gửi một lời chào và giới thiệu bản thân mình đối với các bạn đang xem livestream hôm nay được không ạ? Xin chào các bạn, mình là Ly. Chị giới thiệu một chút thêm ạ. Mình sống ở bên Hoàng Hoa Thám. Vâng, chị. Hôm nay mình biết đến đi cây là qua một người bạn ấy. Chị người... là chị được giới thiệu đến đi cây đúng không ạ? Thì người bạn ấy giới thiệu cho mình là bên mình làm mày với cả mí rất là mày với cả môi rất là đẹp. Thì bây giờ chị muốn qua để thử trải nghiệm xem là bên mình làm như thế nào để đây. Vâng. Thì hôm nay chị quyết định làm môi đúng không ạ? Thì hôm như em được biết là chị đã thực hiện full môi phủ xương 3D tại DK là trước đây khoảng 2 tháng ạ. Và đây là môi sau khi đã ổn định của mình ạ. Thì ống kính sẽ zoom cận một chút cho em nhé. Thì chúng ta có thể thấy môi của chị Ly thực hiện sau 2 tháng thì màu môi đã bong hoàn toàn và đã ổn định rồi. Thì chúng ta có thể thấy là màu môi rất là trong trẻo. Tự nhiên và da môi thì cũng rất là màu, khuôn môi rất là xinh xắn. Thì chị Ly ơi, chị có thể nói một chút về sự thay đổi của mình sau khi mình thực hiện full môi của tại DK được không ạ? Sau khi chị phun môi thì chị không cảm thấy mặt chị bị nhợt nhạt ở trong gương nữa. Lúc nào chị cũng thấy tươi tắn, bây giờ chị chỉ cần đánh son dưỡng thôi. Dạ vâng ạ. Là mình tiết kiệm được khoảng thời gian rất là nhiều cái khô make up đúng không chị? Đúng rồi, đúng rồi. Và ngay cả khi mà mình sáng ngủ dậy mình đã thấy tự tin bản thân mình rồi đúng không? Đúng rồi. Thì không biết là sau khi làm môi xong thì chị có nhận được những lời khen nào về cái đôi môi của mình không? Vì em thấy môi chị rất là xinh đấy. Chị làm môi xong thì tất cả các bạn bè của chị, người thân của chị đều khen là môi đẹp thế, làm đâu thế. Cũng muốn hỏi chị địa chỉ đi làm. Thì không biết là chị có giới thiệu khách hàng qua đi cây không chị? Chị đều giới thiệu hết. Dạ, vâng bạn chị qua đi cây. Vâng ạ. Thế còn cặp mày của chị thì trước khi đến với đi cây thì em có thấy lần đầu chị đến chị có chia sẻ là chị làm lần trước là điêu khắc và cái dáng nó hơi cứng và chị muốn thay đổi đúng không ạ? Vâng, thì em sẽ xin phép là em cho các bạn đang theo dõi livestream ngày hôm nay xem cái cặp mày cũ của mình một chút chị nhá. Thì đây là cặp mày của chị. Trước chị Ly trước khi đến với đi cây thì chúng ta có thể thấy là mặc dù lần trước là chị Ly có thực hiện điêu khắc nhưng mà dáng mày thì cũng hơi thô một chút, nó không được phù mặt với khuôn mặt của chị và màu mực thì cũng hơi đậm. Và hôm nay chị đã quyết định qua DK để thực hiện là xóa sửa lông mày. Thì chị Ly ơi, chị có thể chia sẻ một chút về cái quá trình mà chị thực hiện laser tại DK không ạ? Chị có xóa 3 lần. Tại bên mình thì chị được thấy rất là nhẹ nhàng. Thì trong xuyên suốt cái quá trình đấy chị có phải kiêng khem hay nghỉ dưỡng gì bất tiện cho mình không? Chị không phải kiêng khem gì cả, bất cứ một cái gì cả. Vâng ạ, bởi vì hiện tại là DK đang sử dụng là công nghệ siêu laser Picomax 2021. Công nghệ laser rất hiện đại. Và khi mà mình thực hiện laser xong thì là hoàn toàn không tổn thương cái vùng lông mày đúng không ạ? Và mình cũng không phải kiêng khem gì. Ngay sau 15 phút mình thực hiện laser là mình đã có thể kẻ vẽ make up hoàn toàn bình thường được rồi. Thì cái mong muốn của chị khi mà đến với DK để thực hiện cặp mày mới thì chị mong muốn có một cặp mày như nào ạ? Chị muốn có một cái cặp mày phù hợp với khuôn mặt của chị hơn ấy. Vâng, vì cái cặp mày của cũ của chị là nó hơi cứng. Mọi người đều không được khen cái cặp mày cũ của chị lắm. Chị hy vọng là cái cặp mày mới của chị làm cho chị tự tin hơn. Thì hôm nay khi mà Master Wamiver bọn em đã thực hiện cặp mày mới của chị cho chị như thế này thì chị cảm thấy hài lòng ạ? Và chị đánh giá như nào về cặp mày này? Chị đang cảm thấy rất là hài lòng và chị đang mong chờ là cặp mày của chị khi sau khi bong ấy nó sẽ đẹp xuất sắc hơn đúng không? Thì ống kính sẽ zoom cận một chút cho em để mình có thể quan sát kỹ hơn cặp mày của chị Ly. Đây là cặp mày của chị sau khi đã thực hiện 3 lần hút laser và hôm nay là vừa thực hiện hedgehog xong ạ. Thì không hề có dấu hiệu tổn thương của việc hút laser hay là mặc dù là vừa thực hiện hedgehog xong nhưng mà không hề tổn thương cái vùng da đó, cũng không hề chảy nước môi. Sợi mày thì đan xen, những cái sợi hedgehog đan xen với sợi lông thật rất là nhẹ nhàng. Khuôn mày cũng rất là thanh thoát, nhẹ nhàng để phù hợp với những cái mong muốn của chị Ly cũng như với khuôn mặt thanh mảnh của chị. Thì với cái sự hài lòng của chị Ly thì em mong rằng chị sẽ giới thiệu thêm nhiều khách hàng nữa cho bên DK chị nhá. Chị cảm ơn em. Dạ vâng ạ. Thì chị có một lời nhắn nhủ nào đối với khách hàng hay là đội ngũ của DK không ạ? Chúc mà bên DK luôn luôn làm xuất sắc và làm phù thủy xuất sắc như bây giờ. Dạ vâng ạ. Thì em cảm ơn những lời chúc của chị và bên em cũng sẽ mong là sẽ được chị giới thiệu thêm nhiều khách hàng hơn để làm cho các chị em mình càng ngày càng xinh đẹp hơn và tự tin với bản thân hơn chị nhá. Chị cảm ơn em. Dạ vâng ạ, em cảm ơn những chia sẻ của chị Ly và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những livestream tiếp theo.